Rồi bây giờ cô mời tiếp nè. À, cô mời tiếp là Huyền với lại là Yến đi. Trang tu Mỹ Chiên Thiên Cung Chua Ma Ở công chùa mà sang ban mà đều được ha. Dỗ Wow. Tại cái ba điểm sáng ban Bằng phương tiện gì chúng ta dùng là dẫn mơ chi nghỉ chẩn chẩn mơ chi sang ban hỗn hợp nghĩ dẫn mơ chi ban sẽ lại ba nghỉ chẩn mơ chi sang ban Tôi khai trưa sang băng khai trưa khai trưa sang băng Nhi tai nạ cung chua xem nào cung chua tai e gia ngoại mạo cung ngoại mạo ngoại mạo ngoại mạo công sư ngoại mạo công sư công chủ ngoại mạo hai trăm bốn hết ngoại mạo ngoại mạo công trở lại em đọc cả câu đi lại cũng được nè em đọc lại đi wa zai yi jia ngoại mạo công sư công chủ shi yi jia zha công sư ma à khẩn ta khẩn ta không có tơ khẩn ta tơ công sư ma à ở trong bài mình là sư y cha ta công sư ma vì ta là tính từ đơn âm tiếp nên các em có thể lược bỏ tơ ha còn khi đã có phó tơ thì bắt buộc dùng tơ nha sư y cha khẩn ta tơ công sư ma sẽ là y cha ý sư y cha khẩn ta tơ công sư ma Huyền Huyền y cha lại đi Huyền y cha sư y cha khẩn ta tơ công sư ma đúng rồi Huyền ha rồi tiếp theo nè vậy và công sư khẩn ta đây sư của tơ công sư khẩn ta à nhị tơ công sư à nhị tơ công sư có bao nhiêu chữ yuan có bao nhiêu chữ yuan của tơ công sư có đại khái của tơ công sư đại khái có có hơn 500 ủ bả tô cơ chữ yuan hữu hảo ta cài ta cài đọc lại đi em của tơ công sư ta cài dấu ngũ bãi tua cơ chữ yuan à hữu hảo ha à nhí nhí sĩ khoan nhí tơ công sư ma nhí tơ công sư mà rõ chút thêm bốn nha Huyền hẳn sĩ khoan của tơ công chủ nhí nè Wo ye shi. Wo ye. Wo ye shi. Ni zuo shenme gongzuo? Ni zuo shenme gongzuo? Wo zuo giao dịch là gì cô? Diễn dè yuan. Nhớ ha, bài mình đi đổi tiền á, diễn dè yuan. Wo zuo diễn dè yuan, ni ne? 我是一个医生 dùng với y miếng đây là Huyền, y miếng Y miếng, 我是一名 y miếng, y sinh Được ha 你在哪工作? 我在一家外医院 外国 ở ngoại quốc y viện công tác
你的意见大吗？多少职员？很大。khoảng chừng có đại khái y dầu quan đại khái dầu y quan nghìn không phải một vạn đi một nghìn đi y chiên tua chữ yuan lượng từ đâu cưa chữ yuan lại đọc bài đi này Cần ta. Rồi ta cài dậu. Ta cài dậu. Y chiên tua cưa chữ yuan.